Quay video trực tiếp. Chưa có ai xem. À, có người xem rồi. Tam Mao bị mất con chim. Lấy lồng về là mất chim à? Đây, lấy lồng về rồi nhưng mà lại về đến nhà vẫn mất chim. Tam Mao, Tam Mao. À kia kìa, nó đây, nó ở kia kìa. Kia đây, nó đậu ở kia đây. Kia đây. Đây đây, nó đậu ở cái gần gần cái áo này. Thấy không? Thế đi 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 xăm bái đi, đi xăm bái đi, tí nữa xem có con nào bắt rồi. Bà ca này lại bắt đầu mất chim quay ra đánh bài. Tí tối tối Hương xem chim nó hù ở đâu rồi. Tối nay bà Bắc Cường ra. Chó chẳng ăn luôn. Thì nó có con khác chim nhỏ ấy. Nó ở gốc mía của cụ nha. Nó lại lên cái gốc cây quả nha. Mình theo dõi nó hù đâu. Như thế này nó đậu ở kia thầy. Nó đậu ở mồm con chó rồi. Chim này, lấy lồng về nhưng mà không có chim. Bói à, bói xem nó nằm ở đâu à. Bói xem nó nằm ở đâu nào. Im mày im để anh Hưng còn bói xem con chim nó nằm ở đâu. Bạn này vừa làm thầy mẹ, vừa nuôi chim. Mất chim cái mẹ bói ra ngay.